Rồi, xin chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác là cái cách kết nối của con loa trầm này. Con loa trầm BVW604 Series E. Đây, BVW604 Series E. Rồi, một con trầm rất là đẹp. Con này em bán được rất là nhiều luôn. Hàng này bán được rất là nhiều. Trông tổng thể rất là đẹp, màu vân gỗ đây. Ở video trước em đã giới thiệu với các bác về con này rồi. Con này rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ không giới thiệu thêm, tránh mất thời gian của các bác. Đây, mặt lưới của nó đây. Đây, mình là cậy cái căng của nó ra. Đấy, một quả bát rất đẹp. Đây, bát này, có chữ B và V kép rất đẹp luôn. Rất đẹp, rất chắc chắn. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cái cách kết nối. Quảng cáo thì đã quảng cáo rồi. Và bây giờ là sẽ kết nối. Về là bây giờ để cho các bác biết cách dùng. Đây, cũng như bao quả trầm khác, điều đầu tiên chúng ta phải cắm dây nguồn. Đây, về là tháo hộp ra là có cái dây nguồn ở trong hộp này. Một đầu cắm ổ điện nhá, một đầu cắm vào đây, cắm vào rắc cắm nguồn. Đây, chúng ta sẽ dùng cái sợi dây hai đầu hoa sen hoặc là hai đầu AV gì đó. Đây, bây giờ sẽ cắm vào đây, cắm vào cái rắc L và R, lép và đai. Đầu còn lại em sẽ cắm lên âm ly. Đây, đầu còn lại đây em sẽ cắm lên output của âm ly. Chán thế, như lại đang bật nhạc để cho các bác nghe cho vui, lại quảng cáo mới đâu. Rồi, hết nhạc quảng cáo rồi. Bây giờ lại tiếp tục vào chương trình. Đây, em sẽ cắm vào đường line. Đối với con âm ly 506 em sẽ cắm vào đường line này, hoặc là red. Rồi, các âm ly khác thì cũng tương tự là cắm vào đầu ra. Sau khi cắm xong, bây giờ chúng ta sẽ bật nguồn lên, cùng tăng nguồn này. Bật nguồn lên, đèn báo nguồn đã sáng. Và 3 giây sẽ nghe thấy tiếng dơ le ở trong, nó đóng tạch một phát. Thế là đã đóng le và đã chạy. Bây giờ cái núm này, LPF này, là núm tần số cắt, em sẽ để ở giữa. Và còn núm volume này, đấy, bắt đầu em vặn lên là có tiếng trầm đấy. Volume này thì em sẽ vặn lên tùy các bác nhá, nghe trầm to, trầm nhỏ thì vặn tùy ý nhá. Bây giờ em sẽ bật nhà to lên một chút cho các bác nghe cảm nhận cho rõ. Đây là đang bật loa, chưa bật trầm các bác nhá. Bây giờ em sẽ bật trầm lên này. Đấy, các bác thấy không? Có trầm rồi. Đấy, có trầm rồi, nghe rất là êm ái. Có trầm rồi. Bật trầm mà phát vào ánh là hơi rất là mạnh, hơi thổi ra đây rất là mạnh. Đấy, phải nói là một con trầm rất là đẹp. Đây, màu vân gỗ này, vân gỗ đỏ rất là đẹp luôn, rất là B và B kép 604, rất đẹp. Tản nhiệt ở đây, tản nhiệt của màu đen này, nó ánh là nó sẽ nóng cái tản nhiệt này lên này. Nên là các bác không phải lo là thắc mắc là sao anh nó nóng nhá. Nó phải nóng là nó mới là bình thường. Không nóng là không bình thường. Đấy, các bác thấy không? Hơi nó thổi ra đây rất là mạnh. Đấy, bác các bác thấy không? Quánh mạnh không? Hơi nó thổi đây rất là mạnh luôn. Rồi, kinh không? Thank you.
thì tôi sẽ làm cho âm nhạc của mình nghe nó sâu lắm hơn nhiều các bạn. Nghe rất là êm, rất là sâu. Rất là êm và rất là sâu luôn. Rồi, thôi mở bé rồi, chờ tiếc tai hàng xóm. Giờ gần trưa rồi, lại bị ăn chửi đến. Rồi, xin chào các bạn nha. Các bạn mà có thắc mắc gì về kết nối loa trầm thì cứ alo trực tiếp. Nhân viên kỹ thuật của em là sẽ hướng dẫn các bạn tận tình. Rồi, ok. Xin kính chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những ngày đẹp trời tiếp theo. Video xin được tạm dừng ở đây.